Trường. Rồi thấy cái bài tốt nghiệp của anh Linh chưa? Hai cây dừa chặt vô thì hàng, chặt vô thì hàng. Không có tiền mướn đầu cụ mà hay là phục vụ gì nhờ hai cái thằng ở thằng sau. Nào thử xem nào. Trời thấy ghê. Cô Kim Thanh là cứ bài gì cũng kèn 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 vậy nè. Mấy chục năm hai, mấy chục năm anh Linh hả? Anh là hai chúng hai chục. Em tụi em là 18 năm. Anh 2097 vô trường. Anh 201 anh vô trường lại, anh học đạo diễn lại. Dạ. Hình như là em học không? Anh học 2000 years later. Đại học hết ta hay là cái gì anh học đạo diễn điện ảnh đó. Đúng rồi mà là học đại học hay là cái gì không, đúng không? Anh học hồi đó anh học chung với lại Lê Dũng anh em đó. Chưa có đại học. Xưa anh là bên hội điện ảnh hả? Chưa có đại học. Hồi xưa thầy Dũng và anh là bên trong trường là vậy, bên hội điện ảnh thì trường. Rồi thấy cái bài tốt nghiệp của anh Linh chưa? Hai cây dừa. Phải không? Cái dừa rung rinh á. Cái dừa rung rinh vậy là còn cây dừa của anh Linh là chập vô hàng phải là gió kỳ quá, gió là chập vậy nè. Như gạch nước sơn luôn. Không có tiền á. Xong mà hai cái thằng không có tiền mướn đầu cụ mà hay là phục vụ gì nhờ hai cái thằng ở hàng xoài. Gió người ta thổi gì cũng nghiêng qua về hoặc nghiêng trái nghiêng phải hay hơi hay nghiêng quay lại và cái giường gặp chập rồi sao nhớ còn mèo hay sao nhớ tại vì cái đó em được coi em vô em coi ông này hay chui hoài lớp coi hoài ông là lớp nào ông chui vô đó đúng không lớp em chui vô em coi hoài thời anh đòi đánh lộn viên liên anh đòi đánh lộn viên liên lớp em nữa cho anh vô anh kêu diễn viên cao đẳng em mà lùng hết diễn viên cao đẳng em mà lùng hết luôn ngày bố tao đi về đi Mỹ rồi Mỹ hay quay cho Đàm Vĩnh Hưng clip đâu kê má ơi nó đòi quýnh ông hoàng rồi hai cái dừa của anh Linh à ông hoàng trên nó lùn nó đòi ông hoàng nó quýnh hình như là Liên là lùn nhất lớp rồi bây giờ thấy cái dừa nó mới vàng cái dừa ông cái hình ảnh là vỗ tay cái là bắt đầu nè để làm cái chân lên cho đẹp hai dừa của Linh là định điểm luôn đúng rồi đó. Vô gì tiếng hồ là đúng trả tiếng hồ trả nha máy trù mà là chết liền nó là quay cái ăn cướp beta cam đó mình xưa beta cam đúng không beta cam không phải beta cam cái máy gì mà bỏ vô cái tab á xong rồi quay lấy cái băng ra trả đi trả lại coi cái bị xước băng á xong là cái gì đó trong cái bọc tab á có cái máy quay trong cái bọc tab nó có cái băng ở trong đó lỡ mà tôi cài nhiều người ngắn tí anh Linh nè của mình Vinh à ok ok ạ lưng bản chạy lưng bản mày chạy lưng chạy ghê hả rồi chúng ta còn có 2 phút nữa thôi cho bạn vô luôn đi cái nồi xuống cái tốt cho nên nó bị cặn cái nước bị cặn tí rồi đó cái nồi lên cái bếp nó còn nóng nó cạn 2 phút cuối cùng nào hai cặp đôi Uyên Ương Kiều Thương của chúng tôi chuẩn bị thôi nào cái thớt kìa gấp rút cặn tí có thể là ngày hôm nay sẽ có thể cặn tí với những bữa cơm gia đình thế này, bữa cơm gia đình luôn luôn mang đến nhiều tiếng cười, luôn luôn mang đến hạnh phúc. Đó là những gì mà ngày hôm nay bếp Chiến luôn luôn đem đến cho quý vị. Và mong rằng quý vị cũng cùng với chúng tôi xây dựng một gia đình yêu thương đầm ấm bằng những bữa cơm gia đình tràn ngập những yêu thương như thế này của quý vị nhé. Và nữa thì cảm ơn thằng mèo, cảm ơn Ngọc Trâm. Anh nói gì với mèo cái câu mà gì đó? Không được đâu anh. Lấy chúa, không được nha. Em sẽ nói một câu đi, chắc chắn em nghĩ rằng hoàng mèo sẽ không bao giờ vô tâm nữa. Thôi đừng có ăn nói. Nói đi, phải nói đi, kệ nó. Bây giờ nó khó nói nhưng em tập nói một lần em sẽ nói được nữa nè. Thử đi nào, thử đi. Trời ơi. Có thể chúng ta chưa cùng đất nữa. Số sao được không? Không, phải nói không có số sao gì chứ. Trời ơi, anh có tin không? Cái gì?
trăng mật diệu kỳ á. Nói luôn. Không chỉ làm cái bánh kem ghi cái chữ lên đưa cho em thôi là đó. Là có rồi. Sinh nhật ai hả? Trời. Anh nghĩ em thử nói một câu đi, coi như đó là một vai diễn chẳng hạn. Rồi từ từ nó thấm vào trong lòng mình. Không, nếu chúng ta không nói thì chúng ta không bao giờ nói được. Chúng ta không thử thì chúng ta không bao giờ làm được điều đó. Hãy thử một lần. Kỳ đó. Vô, nhạc Romeo Juliet lên nè. Nào, thử xem nào. Trời thấy ghê. Anh nghĩ mà chị, nếu mà chị làm được thì anh Hoàng cũng sẽ làm được những cái điều mà anh cũng làm trước đây. Được, một nét nhạc tình cảm, một nét nhạc tình cảm. Hay là giờ em muốn anh nhắm mắt. Thay vì hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình, thay vì chúng tôi hãy nói câu ông xã yêu. Trời ơi, chưa nói mà em nói ốc. Nói lên nhạc. Thôi thử đi nào. 2, 3. Em đổ mồ hôi luôn. Kệ nó, nói đi. Y như mình lên chân mật. Ủa nó được đi em. Kỳ lắm luôn. Không có kỳ đâu. Vậy vậy anh nói trước cái câu bà xã yêu đi. Anh nói hoài luôn. Anh nói bây giờ ở yêu á, anh sẽ nói trước đi. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hơi đúng không? Cũng được, em làm thế nào thoải mái được rồi. Từ 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 nó sẽ quen. Thôi đứng nhìn lại đây. Ông xã yêu. Kệ nó. Kệ nó. Rồi từ từ nó cũng sẽ quen thôi ha. Nhưng đôi khi cuộc sống á, chúng ta cần có những cái ảo ảo như thế. Biết rằng nó cũng ảo giống như Facebook ảo, nhưng mà có những cái đó nó mới tạo nên cái giá trị yêu thương nữa. Những cái hạnh phúc luôn đong đầy nếu chúng ta cố gắng nói những cái gì mình chưa làm được, cố gắng làm những cái gì mình chưa làm được.